ở dưới thế gian là mình sợ khổ, thì về trời á làm sao mà về được. Mình phải chấp nhận và mình phải thực tế pháp thế gian không rời xuất thế gian mà. Nhưng mà Phật tử thời nay bị mấy ông thầy giảng không có đúng vậy. Cho nên những hòa thiên á, là cái bộ đó dạy trên mạng rồi, nấu ăn cũng phải giỏi, làm vợ cũng giỏi, dỗ chồng ngủ cũng giỏi. Nhưng mà giỏi hơn á, là chồng la chồng hét thì phải nhịn đúng không? Cười. Cái mà họ mong muốn á, là thường á, những tại sao mấy vị thường nói hụ là ô thời nay lúc mà con còn đang ở tại thế chung để mà làm nhiệm vụ thì con độ được rất là nhiều nữ, còn nam thì ít. Dĩ nhiên rồi, tại vì tánh đàn ông á, lúc nào cũng cứng rắn và chắc, khó mà tin lắm. Họ chấp tướng, chấp đủ thứ á. Ô thằng Kiệt mày cũng như tao, đại khái. Thì khi mà họ chấp như vậy thì họ bị lọt sổ kia này. Nhưng mà nếu mà một người vợ, một người em, một người chị, người mẹ mà đã là họ thiên đã hiểu rồi, đã tin rồi, mà mình dùng cái gì để mình giải thích để cho họ cùng với mình thì sẽ trọn vẹn, để mà khi mình về trời á mình còn gặp lại. Đừng có nghĩ là làm vợ chồng mà mỗi người đi mỗi ngã nha. Trừ khi một người là nghiệp nhiều, một người làm công đức nhiều thì người có nhiều công đức ở dưới trần về trời, còn người làm nghiệp thì dĩ nhiên phải xuống địa ngục, phải trả quả. Nhưng nếu mà người vợ mà cảm hóa được người chồng, cả hai cùng tu tập mỗi ngày đọc kinh ngồi thiền, và cả hai đều đeo dấu thiên tâm, thì cả hai sẽ có cái hạnh phúc tuyệt vời trong lúc cùng với con cái luôn. Và khi cả hai rời khỏi thế gian cũng sẽ gặp nhau ở trên cõi thiên đàng. Đó là thật, Thiên Đức Kiệt bảo đảm sẽ là như vậy. Nếu mà hai vợ chồng cùng bước, cùng lùi, cùng chia sẻ nhau, cùng đeo dấu thiên tâm, cùng đọc kinh, phải tranh thủ thời gian hai chồng, thay vì cứ đi lăng tăng ở ngoài đường shopping mall, hai chồng vô ngồi thiền nó hạnh phúc tuyệt vời. Hai người ngồi hai bên cái gói kế bên thì hai trái tim nói chuyện với nhau, hai cái thần giao cách cảm cũng tiếp xúc lẫn nhau. Nếu mà tất cả các con họ thiên mà làm được vậy á thì cha mẹ rất là vui. Thiên Tấn Kiệt là anh của tất cả họ thiên mấy chục triệu người thế giới. Là gì? Thiên Tấn Kiệt được thông thiên và biết được cõi trời, cõi người, cõi địa ngục, thường xuyên tiếp xúc mấy vị, thì là đàn anh lớn để mà dạy lại mấy đứa em để đưa về. Chúng ta cùng cha cùng mẹ trên trời, đó là cha trời mẹ đất. Xuống đây thì nó phải có trật tự, thì mẹ cha mẹ nói thì giáo chủ thì cứ giáo chủ, nhưng mà thật sự á là khi về trời chúng ta bằng nhau anh em. Khi Kiệt rời khỏi thế gian không ai được thờ Kiệt mà thờ cha, thờ mẹ.